cô ta sẽ là người giết Kiên ạ. Diễn viên Lan Phương. Cô nàng có thích. Mời mẹ nhá, cứ bảo con sang nhà lấy. Diễn viên Doãn Quốc Đam. Thì tốt quá, sắp xong. Tình ơi, mẹ mới muốn với mẹ cô. Hai tác kẻ hoa của phim truyền hình Việt. Họ vừa làm chị vợ, em rể trong Thương Ngày Nắng Về, nay lại trở thành vợ chồng trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Ôi, chìa khóa này hỏng không mở được xe. Ủa mới về đây. Sự kết hợp của hai diễn viên cá tính này đã góp phần không nhỏ để tạo nên một gia đình đầy tiếng cười trong bộ phim đang được rất nhiều khán giả yêu thích này. Xin chào khán giả của Chuyển Động 24 giờ. Bây giờ thì Phương và Đan đã là vợ chồng rồi, xin được giới thiệu. Phương là Hà, chiến thần mạng xã hội. Còn mình là Thành, Thành trong Công Thành Danh Toàn. Vâng, xin được cảm ơn diễn viên Lan Phương và diễn viên Doãn Quốc Đam đã bớt một chút thời gian trong cái cảnh quay ngày hôm nay để có thể cùng trò chuyện với khán giả Chuyển Động 24 giờ. Đoàn quay thì vẫn đang tiếp tục quay để làm sao cuốn chiếu để đưa những tập phim mới nhất đến với khán giả truyền hình. Và trong những tập phim đầu tiên thì có lẽ là quý vị rất ấn tượng với cặp vợ chồng Thành Hà đúng không? Hà Thành đúng không ạ? Vâng, khi mà lần đầu tiên nghe đạo diễn ghép cặp mình trở thành vợ chồng với nhau thì các anh, bản thân các anh chị có ngạc nhiên không? Thật ra thì Phương sau phim Thương Ngày Nắng Về, Phương kết thúc phim thì Phương đã từng nói với Đam là Phương rất hy vọng là lần sau chúng ta sẽ có cơ hội được đóng với nhau. Thế xong rồi bẵng đi một thời gian thì tự nhiên thấy bên sản xuất của phim nhắn bảo là muốn mời Phương vào vai này. Thật sự là Phương hỏi là thế ai đóng chồng em hả anh? Xong rồi anh sản xuất bảo là mọi người đang cân nhắc. Và lúc đó chính Phương bảo hãy cho Đam đóng vai chồng của em đi. Thế là anh ấy bảo ừ đúng rồi, chính là cũng là một cái lựa chọn đang rất là lớn ở trong đầu đạo diễn. Phương đề nghị thôi nhưng không ngờ là cái đề nghị của Phương lại trùng với lại cái đề nghị của cái cách suy nghĩ của sản xuất và đạo diễn. Em thấy trong phim thì hai anh chị có xưng với nhau là tớ cậu đúng không ạ? Này này chuộc lỗi, cậu xuống kia mở cổ xe xong dắt xe cho tớ đi. Lại khóa cổ. Cái màn xưng hô này là do biên kịch hay là hai anh chị đã bàn với nhau? Không, à, đạo diễn nhá. Cái ngay cái lúc đầu họp thì là vợ chồng nhà Hà Thành thì sẽ gọi nhau như nào nhỉ? Vì trong kịch bản viết là chỉ có anh em thôi chứ không có cái cậu tớ này. Xong mọi người bảo là hay là bạn tớ. Bạn ơi, mình ơi. Nhiều thời điểm Phương diễn kiểu Phương không, tức là Phương cứ bay thôi. Thế là Phương cứ quên luôn cái việc xưng cậu tớ. Cứ anh em nhá. Lúc là cứ anh em loạn xạ lên. Vậy thì chúng ta có thể đoán là trong phim này sẽ có lúc Lan Phương và Doãn Quốc Đam xưng anh em với nhau ạ. Cũng nhiều đấy. Ở trong phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình thì Ngọc Hà là một người như thế nào ạ? Phương, chị đang xây dựng bạn ấy là một người như thế nào? Phương càng diễn Hà, thành thật mà nói là Phương càng thấy cô ấy rất là dễ thương. Lười làm ham chơi trong việc hay nói nhiều hay xăm soi chuyện của người khác hay can thiệp vào chuyện người khác và luôn luôn. Nhưng mà thật ra khi mà càng diễn thì Phương mới nhận ra là bởi vì đều xuất phát từ một cái tâm rất là thiện của Hà thôi. Hà mong muốn giúp đỡ người khác cho nên lúc nào cũng luôn luôn cố gắng để giải quyết hộ cho những người xung quanh. Nhưng mà bởi vì là bản thân cô ấy thì cũng không phải là người quá thông minh và chính vì thế là sẽ gây ra những cái vấn đề. Bởi vì bản thân cô là một đứa trẻ cũng không biết có bao giờ lớn hay không. Và em thấy Thành trong phim thì có vẻ rất là chiều vợ và thậm chí hơi sợ vợ. Thành là một người như thế nào anh Đam? Để gia đình mình được sung sướng, được vui vẻ, bố mẹ vui vẻ, vợ con vui vẻ, anh ta làm. Với người ngoài nói rằng không nên làm. Tôi chỉ cần biết là con tôi có sữa, vợ tôi có sữa, bố mẹ tôi no đủ. Còn lại các ông muốn nói gì? Đi ra chỗ khác. Và tất nhiên nó không phải là theo hướng tiêu cực. Lấy một cái ví dụ bảo bây giờ lau giày cho một người khác để mà có một cái số tiền để về có thể là lo gia đình làm luôn. Mà đó là mình đang hy sinh cho cái việc mình không khổ, bố mẹ mình không khổ, vợ con mình không khổ. Thế thôi. Nhưng mà suy cho cùng thì em nghĩ rằng là Thành là một người rất nhẫn nại với Ngọc Hà đấy. Bởi vì Ngọc Hà nói rất nhiều, khóc rất nhiều. Khóc bao nhiêu không đến nơi đến chốn, công ăn việc làm thì không có, ở nhà chỉ việc lo cơm nước thôi. Tại sao mà không làm được? Bây giờ thì trong phần cuối của chương trình cũng như mọi lần thôi, em có một cái thử thách nho nhỏ dành cho hai khách mời của Chuyển Động 24 giờ. Và bây giờ em muốn thử xem là anh Đam sẽ đoán là những cái hành động tiếp theo của chị Phương trong những cái phân đoạn nó sẽ như thế nào và chị Phương ngược lại sẽ đoán lại như thế. Chị Phương sẽ dùng chân nào để đá nhân vật chồng của mình? Phương thì khó đoán lắm. Phương thì có thể lúc thì chân trái, lúc chân phải. Không, bây giờ anh phải đoán thôi, một là phải, hai là trái thôi. Trong phân đoạn này thì theo anh sẽ dùng chân nào? Chân phải. Chân phải ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chân nào nhé. Đó. Chân trái anh. Đó
là chân phải. À, chân phải. Chân phải đúng rồi. Trái mình đang. Thôi chính ra chân phải. Yeah. Chúng ta sẽ đến với phân đoạn thứ hai là phân đoạn chị Phương sẽ đoán là anh Đan sẽ đá chân nào. Đây đang cầm bảo ở đây. Đấy, anh nghĩ sẽ đá bằng chân nào? 3 giây. 1 2 3. Chân phải đá. Cho xem nhá. Không chị nhìn gì chưa? Hai chân à? Vâng ạ, à, hai chân. Như vậy là trong phần thử thách này thì có vẻ như là anh Đam đã hiểu chị Phương hơn. Vâng, có lẽ là một lần nữa thay mặt cho những khán giả truyền hình thì xin gửi lời cảm ơn tới diễn viên Lan Phương và diễn viên Doãn Quốc Đam khi đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Và chắc chắn rồi, khán giả sẽ tiếp tục chờ đón những phân đoạn tiếp theo, những cảnh quay tiếp theo trong bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình để biết rằng là Doãn Quốc Đam và Lan Phương khi kết hợp với nhau thì ăn ý như thế nào. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Rất mong là khán giả sẽ theo dõi hết tất cả các tập của bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình. Yeah. Hội Ngọc Hà này đã ra tay thì không đứa nào có thể thoát khỏi mắt của mình. Còn cái miệng của nó khi mà nói chuyện với mình, miệng của nó cười tươi như hoa. Ai mà muốn nào được cậu. Này này, chuộc lỗi, cậu xuống kia mở cổ xe xong dắt xe cho tớ đi. Lại khóa cổ. Không chỉ có cặp đôi Lan Phương, Doãn Quốc Đam mà phim truyền hình Việt trong thời gian vừa qua còn ghi dấu ấn không nhỏ của rất nhiều những cặp đôi bạn diễn khác mà khán giả vẫn gọi vui là những cặp đôi triệu view của phim truyền hình Việt. Sự ăn ý của những cặp đôi đặc biệt này đã góp phần đưa phim truyền hình Việt đến gần hơn với khán giả. Có những điều thú vị gì trong cách kết hợp của những diễn viên này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Đình Tú, Huyền Ly Di trong Thương Ngày Nắng Về, Duy Hưng, Quỳnh Lương trong Gara Hạnh Phúc, hay Thủy Anh, Mạnh Trường trong Đừng Nói Khi Yêu. Những cặp đôi ăn ý đang trở thành gia vị không thể thiếu trong thành công của các bộ phim truyền hình. Tái hợp sau 11 tháng 5 ngày, Thanh Sơn, Khả Ngân đang tiếp tục tạo ra những dấu ấn riêng trong Gia đình mình vui bất thình lình. Khả Ngân là diễn viên đầu tiên mà Sơn có cơ hội tái hợp trong sự nghiệp của mình. Khi làm việc với Khả Ngân, mình cảm thấy rất là hợp, rất là thích thú. Vì một phần là mình đã có cơ hội được làm việc với Ngân từ 11 tháng 5 ngày rồi. Hai anh em đã nắm bắt được cái cách diễn của nhau rồi. Ngân cảm thấy Ngân quá may mắn khi một lần nữa lại kết hợp cùng với lại anh Thanh Sơn. Vì thứ nhất là mình sẽ không mất thời gian với cái việc là mình tìm hiểu, biết được cách này, nói chuyện hoặc là những cái kiểu mình nhìn là mình biết đối phương nghĩ cái gì. Không chỉ góp phần tạo nên những dấu ấn riêng cho mỗi bộ phim, hình thành những cặp đôi trong diễn xuất, góp phần không nhỏ để các diễn viên trẻ có cơ hội học hỏi và hoàn thiện nhiều hơn. Anh Trường như là một người anh lớn của mình, cũng như là anh có rất là nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất. Vậy nên là khi mà Thùy Anh và anh Trường có trò chuyện với nhau, có trao đổi với nhau thì cũng nảy ra được rất là nhiều ý tưởng. Có rất là nhiều tình huống trong bộ phim thì là do Thùy Anh và anh Trường cùng bàn với nhau và để đem lại được một cái sự thú vị cũng như là hài hước hơn trong cảnh quay. Bên cạnh những thuận lợi từ sự ăn ý vốn có, các cặp đôi trong phim truyền hình cũng đối mặt với không ít khó khăn. Làm mới sau thành công trong các bộ phim đã qua là một trong những khó khăn như vậy. Về hình ảnh đang là tuệ nhi ở phim 11 tháng 5 này, đôi khi nó cũng làm áp lực với Sơn và Ngân. Làm thế nào để ở cái vai diễn lần này mình phải tìm ra được một cách thức làm khác, một cách thức thể hiện khác từ trên mặt cảm xúc, từ trên mặt câu thoại hay là kể cả hình ảnh. Và thực sự bản thân Ngân với lại anh Sơn, đôi lúc mình nói là mình sẽ cố gắng nhau phim này. Tất nhiên mình là được lợi thế là được khán giả càng ngày càng yêu hơn. Nhưng mà không phải mình ngủ trong chiến thắng mà mình phải làm sao để cho khán giả yêu hơn cái thời điểm trước nữa. Những cặp đôi tài năng đang mở ra một hướng đi mới trong việc xây dựng ấn tượng riêng của mỗi bộ phim truyền hình. Từ đó, góp phần không nhỏ để mở ra thành công và đưa phim truyền hình Việt đến gần hơn với khán giả.